Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, anh Lê Nhật Hào đã vỡ oa cảm xúc khi chào đón đứa con đầu lòng của mình. Ngày hôm nay, tại khoảnh khắc cuộc đời, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về hành trình lên chức bố đầy thiêng liêng qua phần kết nối trực tuyến của nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Vũ Thành Vinh. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ có một khoảnh khắc yêu thương, một thiên thần được sinh ra ở trong mùa dịch. Và chính tình yêu thương đã đem lại sự an toàn, bình an và chúng ta chào đón khoảnh khắc yêu thương này. Xin chào anh Nhật Hào ạ. Dạ, em chào anh. Đầu tiên là anh xin chúc mừng Nhật Hào đã lên chức bố ở trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Dạ. Khi mà nhắc về cái việc lên chức bố, anh có cảm giác tâm trạng thế nào ạ? Nói chung là em rất là vui, nó nhiều cái cảm xúc dâng trào mà. Lần đầu tiên mình được làm ba, nói chung là khó diễn tả lắm. Mà làm ba trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt ạ. Nhiều người đang muốn lắng nghe câu chuyện của chúng ta lắm, để truyền thêm cái động lực rằng cuộc sống của chúng ta đúng là có nhiều điều diệu kỳ. Dạ. Anh Hào thì đang ở đâu ạ? Dạ, em đang ở Bình Tân anh. Công việc của anh Hào thì làm công việc gì ạ? Công việc em trước đây là em đang làm set up sự kiện. Bây giờ anh Hào sẽ kể lại cái khoảnh khắc mà Vinh gọi là khoảnh khắc đặc biệt á, trong cái mùa dịch mà khi mà anh đón chào đứa con đầu lòng của mình á. Anh có thể chia sẻ lại khoảnh khắc đó không ạ? Nói chung là cảm hạnh phúc lắm anh. Anh được biết là lúc mà dịch đang hoàn thành thì vợ em đang mang thai đúng không? Dạ. Nhất là trong lúc này nè, tất cả các chị em phụ nữ mà đang có thai hay gia đình mà có người phụ nữ mang thai thì rất là lo. Tại vì dạ, dịch đến rồi rất là nhiều thứ phải lo, thì không biết lúc đó rơi vào hoàn cảnh thế nào ạ? Nói chung là em cũng lo lắng lắm anh. Tại vì mình ở trong khu phong tỏa, mình sợ thí dụ mà vợ mình chở bụng sanh đột xuất rồi mình không biết mình đi làm sao, rồi thí dụ như tới ngày tái khám như thế nào để chở vợ mình đi. Nói chung là em lo lắm. Rồi tới lúc mà ngày cận sanh, rồi vợ mình có thể đi được tới bệnh viện, rồi có được hỗ trợ chăm sóc để thuận lợi cho việc sinh bé hay không. Tại vì anh cũng đã trong cái hoàn cảnh đó. Trước đó khi mà một bà bầu sắp sanh, nó rất là nhiều cái việc lo. Thứ nhất là đi khám thai định kỳ này, rồi bác sĩ chỉ định thế nào, rồi chăm lo sức khỏe, đặc biệt là cái tâm lý, rồi bao nhiêu thứ. Ngay cái lúc đó thì hình như là cái khu của em bị cách ly đúng không? Dạ. Vậy thì trong cái thời gian đó thì làm gì để mà đưa vợ đi khám định kỳ, rồi đưa vợ sanh thế nào? Em có thể chia sẻ chi tiết hơn không ạ? Em bị phong tỏa 15 ngày. Bữa đó là ngày quốc tế thiếu nhi. Chiều hôm đó thì em chở vợ em đi khám thai về, là chung cư của em từ tầng 1 tới tầng 14 của em bị phong tỏa. Hai vợ chồng em trong nhà cũng lo lắng, rồi tới ngày đó rồi vợ em có đi khám thai định kỳ được không? Xong là đúng một tuần sau là tới ngày hẹn khám. Cái em xuống em gặp y tế phường và công an trực ở đó đó anh. Em xin hỏi người ta cái cách để mình xin giấy hoặc là đưa người nhà mình đi khám bệnh, thì em được bên y tế phường người ta chỉ dẫn là họ sẽ điện về ở bên phường, ở bên quận, người ta sẽ xin giấy xét nghiệm âm tính của mình và sẽ cho mình được phép sử dụng giấy đó đi ra ngoài để đưa vợ mình khám, và đi tới đâu làm gì phải khai báo đàng hoàng. Phải nói là cái lúc đó nhiều cái cảm xúc khác nhau, vừa mừng vừa lo lắng đủ thứ hết. Rồi sau đó thì đến cái ngày sanh thì nó diễn ra trong cái hoàn cảnh nào nhỉ? Ngày hôm đó em phải xin giấy, rồi em xin công an, rồi em phải tìm phương tiện để đưa vợ em tới bệnh viện. Rồi sau đó tới bệnh viện thì vợ chồng em khai báo y tế, nhưng mà tụi em nằm ở trong vùng dịch, cái tờ giấy mà xét nghiệm của tụi em á, nó bị quá hạn là 4-5 ngày anh, là tụi em phải qua cái khu vực phong tỏa của bệnh viện Từ Dũ để tụi em phải lấy mẫu dịch, rồi phải chờ từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa để em có kết quả âm tính. Rồi sau đó bác sĩ ở đó mới đưa cho vợ chồng em tới cái khu cách ly khám cho vợ em để biết tình hình vợ em như thế nào, để có thể là sinh thường hoặc là mổ. Phải nói là chúng ta thấy được là trong cái tình hình dịch thì nó có những cái khó khăn như vậy, nhưng mà cái sức khỏe và an toàn vẫn là trên hết. Rồi sau đó hình như là vợ em sanh nhưng mà em vẫn phải bị cách ly đúng không? Dạ, đúng giờ thì vợ em sẽ được bên hộ lý với y tá của bệnh viện hỗ trợ là đưa lên phòng sanh, còn em thì bắt buộc phải ngồi chờ ở trong phòng cách ly. Em chờ cũng lâu lắm anh, chờ mà mình hồi hộp, thay vì người ta sinh con xong sẽ được gặp con, còn em thì phải ngồi trong phòng chờ tới gần sáng ngày hôm sau vợ em với con em về phòng em mới nhẹ nhõm trong người. Phải nói là một cái cảm xúc rất là đặc biệt, nhưng mà rất là may vợ cũng mẹ tròn con vuông, rồi em cũng được gặp. Nhưng mà những cái ngày sau đó thì thế nào nhỉ? Tại vì chúng ta cũng vẫn là trong cái tình trạng cách ly. Sau khi sanh em bé ra thì em có thể kể cái diễn tiến tiếp theo ạ? Dạ, sau khi sanh em bé xong thì vợ chồng em vẫn ở trong phòng cách ly đó. Chung phòng với em thì có hai cặp vợ chồng cũng ở Gò Vấp, họ cũng ở cách ly chung với tụi em. Nói chung là tụi em ở trong phòng nó không được đi ra ngoài. Ăn uống thì bên bệnh viện sẽ hỗ trợ cho mình là sẽ đặt cơm
từ căng tin bệnh viện giao cơm bà bầu gầy thiếu sợ bông này nọ nhu yếu phẩm á, là sẽ được các chị y tá hộ sanh ghi giấy và nhờ các chị đi mua giùm giúp đỡ cho tụi em. Hay nói là khi mà kể thì anh cũng muốn hỏi để cho nhiều khán giả cũng hiểu được là nếu mà trong cái hoàn cảnh đó, đó thì họ sẽ tưởng tượng ra cái việc gì phải làm. Và hai vợ chồng ở đó bao lâu thì được về nhà? Hai vợ chồng em ở 10 ngày do vợ em sau sinh gặp trục trặc nữa, nói chung là bị một số vấn đề nên phải nằm thêm để chữa trị. Nhưng mà sau 10 ngày thì chúng ta về nhà an toàn đúng không? Dạ, về nhà an toàn. Lúc đó là chung cư của em cũng hết lệnh phong tỏa nên cũng yên tâm trên quá trình về. Phải là rất là hạnh phúc không? Chúng ta được cả hai việc đón chào thiên thần nhỏ của chúng ta ra trong bình an và về khu nhà của chúng ta thì mọi việc cũng đã cách ly xong. Như vậy là cũng rất chúc mừng cả hai vợ chồng. Cái khoảnh khắc này thật ra thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị đó là một cái câu chuyện nó xảy ra trong mùa dịch mà trong đó chúng ta thấy được rất là nhiều người hỗ trợ cho anh và chị để có thể sinh nở một cách an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành những cái lời cảm ơn những cái người y bác sĩ và tất cả nhiều người để giúp chúng ta có sự an toàn đó. Thì anh sẽ nói gì trong giây phút này ạ? Dạ, nếu mà có lời cảm ơn, em xin cảm ơn tới các chiến sĩ công an, y tế, phường và các bạn tình nguyện đã hỗ trợ em được điều kiện để em đưa vợ em tới bệnh viện. Lời thứ hai là em xin cảm ơn tới bác sĩ, y tá, hộ sanh ở bệnh viện Từ Dũ đã hỗ trợ chăm sóc vợ em nhiệt tình. Và em xin cảm ơn tới hai vợ chồng, anh chị ở chung phòng với em, đặc biệt là anh Thắng, chồng của chị Chi. Lúc đó là em ông bố trẻ, em chẳng biết cái gì để chăm sóc con hết, nhưng mà anh ấy đã tận tình chăm sóc con em như con ảnh, hướng dẫn em từ ly từng tí. Em xin cảm ơn. Khi mà nghe Nhật Hào cảm ơn những cái người đã giúp đỡ mình thì chúng ta thấy đúng là trong cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì đôi khi á, cái sự giúp đỡ nhỏ thôi nó cũng làm cho chúng ta rất là ấm lòng. Và mỗi một người có cái cách vượt qua những cái khó khăn. Và chúng ta nghe cái câu chuyện của anh Nhật Hào từ lúc mà vợ đang sanh lại bị cách ly rồi phải đưa đón rồi đến bệnh viện trong một cái không gian rất là đặc biệt, nhưng mà niềm vui nó vỡ òa. Còn một người nữa anh phải gửi lời cảm ơn đó chính là bà xã của mình á. Theo Vinh nghĩ nha, ở trong những cái khoảnh khắc như thế, cái khó khăn nhất nhưng mà cái người phụ nữ á, họ vẫn là cái người mang nặng đẻ đau. Anh lo một thì chị cũng sẽ là lo mười. Nên anh có thể gửi những cái lời yêu thương dành cho bà xã mình không? Thông qua chương trình này em muốn gửi lời cảm ơn tới vợ em, người phụ nữ tuyệt vời đã hy sinh vì em, hy sinh vì gia đình, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để mang đến cho cuộc đời này một thiên thần bé nhỏ. Em xin cảm ơn vợ em nhiều. Không biết là anh đặt tên cho con trai mình tên là gì ạ? Dạ em đặt tên cho bé là Nhật Đăng. Anh có muốn gửi gắm gì vào cái tên này không? Dạ em muốn gửi gắm cái tên này là giúp cho con em thể thành công, phát triển hơn. Cũng rất là mong ước cho những cái lời mong của anh được trở thành sự thật ạ. Và bây giờ thì hình như là cháu cũng được hơn một tháng nữa hả? Dạ cháu hơn một tháng rồi. Chúng ta cùng nhìn một số hình ảnh rất đáng yêu của bé Nhật Đăng ở trong dịp đầy tháng ạ. Hình như là trong cái dịp đầy tháng cũng diễn ra một cách đặc biệt đúng không anh Hào? Dạ, lúc đó là thành phố chúng ta vừa có cái chỉ thị 16 nên vợ chồng em là phải tranh thủ chuẩn bị một số nhu yếu phẩm mà để lâu được để tới cái ngày đó chuẩn bị cho bé. Bằng cách này hay cách khác chúng ta cũng sẽ có cái cách để mà thể hiện cái sự yêu thương và trân quý với con của mình, mặc dù là nhỏ thôi, đơn giản thôi nhưng mà cũng rất ấm áp khi nhìn những hình ảnh mà anh đang chăm bé. Chúng tôi rất là xúc động ạ. Anh có thể chia sẻ những cái cảm xúc mà bây giờ khi mỗi lần anh ôm con vào lòng? Em cảm thấy trong lòng em rất vui và hạnh phúc lắm anh. Nói chung là khó tả lắm. Cảm ơn Nhật Hào rất là nhiều. Ngày hôm nay cái khoảnh khắc nó không có phải là khoảnh khắc gì to lớn, nhưng mà chúng ta cũng đang thấy cái tình trạng thành phố của chúng ta. Khi mà Vinh nghe có chị em phụ nữ họ cũng đang mang thai mà trong cái thời kỳ đó mà họ cũng là cái người nhiễm F0, F1, mình cứ tưởng tượng ra những cái khó khăn, những cái lo lắng của rất là nhiều người để mình thấy rằng thực sự là dịch bệnh nó đến nó không có chừa một ai hết. Và những cái khó khăn đó mình may mắn để vượt qua thì mình cũng cảm ơn những bác sĩ, những đội tình nguyện viên và rất là nhiều người đang lo cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay, nên chúng ta phải dành những lời cảm ơn chân thành đến họ. Yeah. Ở giây phút cuối này thì Nhật Hào có một mong ước cho những người đã giúp đỡ cho mình, mong ước cho thành phố mình. Em hãy gửi một lời mong ước đến mọi người. Em mong ước cho những người giúp đỡ em
họ sẽ nhiều sức khỏe để cố gắng vượt qua đại dịch này. Mọi người hãy cố gắng tuân thủ quy định của nhà nước đưa ra và cố gắng giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là những gia đình đang có những người vợ chuẩn bị sanh thì chúng ta đừng quá lo lắng. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt để có thể là chăm lo cho cuộc sống của bé sau khi chào đời. Cảm ơn anh Nhật Hào rất là nhiều ạ. Hôm nay anh đến để chia sẻ cái khoảnh khắc yêu thương một gia đình nhỏ có một thiên thần chào đời. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó rất là ấm áp ở trong cái mùa dịch này. Khi chúng ta đã vượt qua những khó khăn thì những mầm sống mới lại vươn lên, bằng những hình ảnh đó cho chúng ta thấy được sức mạnh của chúng ta vẫn còn nguyên ở đó ạ. Và chúng ta biết yêu thương, biết gửi gắm tình yêu thương đó thì cái mầm sống nó càng có ý nghĩa hơn. Cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe này, chúc gia đình mình thật hạnh phúc nha. Dạ, em xin cảm ơn. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã yêu thương và đón nhận chương trình Khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.